Đây, hôm nay mình làm cái video hướng dẫn anh em cách gọi là thay má phanh trên con xe có má phanh phanh tay điện tử. Cụ thể con này là con xe Tucson, đúng không? Đấy, để mà mình muốn thay được là mình phải thu hồi cái má phanh đằng sau lại, thu hành bằng điện. Có hai cách, là một vào ABS mình ấy luôn, hai là mình vào chức năng đặc biệt này. Thường là vào chức năng đặc biệt, chọn lên phần ABS. Đấy, back pet trang mốt có nghĩa là thay thế má phanh, chế độ thay thế má phanh, đúng không? Điều kiện bật khóa điện on, động cơ off, hai điều kiện rất quan trọng. Cái điều kiện nó nổi đỏ ấy, C1 là đồng ý, có nghĩa là đồng ý, có nghĩa đồng ý. C2 là thay thế. Còn bây giờ anh em đang cần thay thế, đúng không? Thì ấn C2, có nghĩa là đang cần thay thế và để muốn ép lại má phanh, ấn C2. Now Pro Sensing, có nghĩa rồi, ok. Khi nó nổi com led như này lên là anh em ấn ok và chúng ta ra thực hiện chức năng là ép má phanh, ép piston lại. Vâng. Ép bằng tay bình thường, ép thoải mái, giữ này rất nhẹ. Ấn nhẹ nó vào. Dấn nhẹ tay lại vào. Tay nó vào. Đấy, khi mà chúng ta ấn xong làm và chúng ta thay má phanh mới xong, chúng ta lên đạp phanh. Đạp phanh bằng phanh chân này đến cái vị trí mà gọi là phanh nó nhả ra. Khi phanh nó nhả ra rồi là chúng ta vào các chức năng, chúng ta ấn C1 vào đúng như lúc nãy và ấn C1. Ấn C1 là upslide. Đấy, comlet là hoàn thành. Là hoàn thành rồi. Đúng rồi, thế là hoàn thành.